Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày Mậu Tuất tức can chi tương đồng và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, nhâm thìn, giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thìn, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc, sao Nguyệt Yếm đại họa xấu đối với việc xuất hành giá thú, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự. Và đặc biệt đó, ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy, không nên làm các công việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào trong ngày hôm nay. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là mọi con người chúng ta đều có lý tưởng và mục tiêu, và bản thân bạn tuổi Tý cũng cần phải như vậy. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý đang nhờ có được chính quan soi đường chỉ lối mà bạn đã bắt đầu xây dựng cho mình sự quyết tâm mới trong thời gian này nữa rồi. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý đang có xu hướng trở nên nóng nảy, thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà chủ động gây hấn với người khác. Vì thế, bạn dễ phạm phải họa tiểu nhân trong ngày hôm nay. Và bản mệnh tuổi Tý đang quá bảo thủ cho nên không muốn thay đổi ý kiến của bản thân mình, tự mình làm khó mình, khiến cho người khác phải xa lánh mình nữa. Và đặc biệt, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quàn thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy, với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro có thể xảy ra với mình.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, dễ phạm phải họa tiểu nhân nếu như bạn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Bính Tý đào hoa khoe sắc, chân thành, chưa đổi lại được yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, các lĩnh vực rủi ro, mạo hiểm chỉ nên đầu tư nhỏ mà thôi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, vận trình tình duyên sa sút, thăng trầm bất định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nên dành nhiều thời gian để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành hình hại đặc quyền, cho nên với bạn tuổi Sửu không thể thực hiện một số việc theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra, phải chịu sự gò ép của người có thẩm quyền. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên khiêm tốn, tránh to tiếng với họa, kéo lại gây thêm những rắc rối không đáng có cần thiết với mình. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này, có nhiều việc đổ dồn khiến cho bạn thêm phần hoang mang, nhất là trong ngày này đang gặp thương quan chiếu mệnh, càng khiến cho bạn tự nhận mình là kẻ yếu kém. Ở những thời điểm như thế này, với bạn tuổi Sửu càng cần phải tập trung cao độ, nhất là trong những việc đòi hỏi tính chính xác cao và hiệu suất lớn nữa nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cần phải quan tâm tới vấn đề ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh để tốt cho dạ dày và gan của mình. Bản mệnh tuổi Sửu cũng có thể học hỏi thêm các cách thanh lọc gan bằng các phương pháp tự nhiên sẽ tốt cho cơ thể của mình hơn nữa nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có nguy cơ gặp tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, công việc gặp nhiều vấn đề khúc mắc do kẻ tiểu nhân ngáng trở, quấy phá. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có xu hướng trở nên nóng nảy, gây hấn với người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, chịu nhiều nỗ lực về chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nên tự tin thể hiện năng lực sẵn có, giữ thái độ khiêm tốn của mình sẽ tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân, Tý, Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Với bạn tuổi Dần trong ngày này, đây là dịp thích hợp để cho bạn dành cho nửa kia của mình những bất ngờ thú vị. Bạn mệnh tuổi Dần có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, ăn uống buổi tối lãng mạn hay là một buổi đi chơi đâu đó trong ngày hôm nay, rất chi là tốt đẹp trong chuyện tình cảm của bạn nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần có được sự bình tĩnh, lắng nghe tiếng nói ở bên trong của mình để phát triển khả năng của mình hơn nữa. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi Dần trong ngày này vẫn cần phải thận trọng trước mọi hành động ngày hôm nay. Mọi thứ có thể sẽ không đơn giản như cách bạn đánh giá ở bên ngoài nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc là cha mẹ của mình ở trong nhà. Khoảng cách giữa các thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng và đôi bên cần phải lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc, cởi mở hơn thì mới mong giải quyết được mọi chuyện êm xuôi nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, có được nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi,
tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, mọi đường đi nước bước của bạn đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, nên theo đuổi những việc có tính an toàn, lâu dài để thu lợi được bền vững. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, con đường tài lộc của bạn được hanh thông, làm đâu thu lợi đến đó. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đôi lứa yêu thương nhau và dành cho nhau có được sự thấu hiểu. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 11, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay là nên cải thiện mối quan hệ hiện tại của mình. Với bà tuổi Mão, nên dành nhiều thời gian quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh, hỗ trợ cho họ trong khả năng cần thiết. Tuy nhiên, với bà tuổi Mão cũng nên giới hạn trong năng lực của mình, đừng có ôm đồm quá mức mà lại khiến cho bản thân mình mệt mỏi, kiệt quệ nhé. Trong ngày thứ hai này với bà tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi Mão có được cơ hội tiếp nhận những thông tin mới. Bạn đừng quá cứng đầu mà không đón nhận chúng. Bạn cần phải hiểu rằng mọi thứ cũng cần phải có sự thay đổi. Những suy nghĩ của bạn cũng như vậy. Đừng có làm căng thẳng tình thế một cách không cần thiết bà tuổi Mão nhé. Và trong ngày thứ hai này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy có thể mục tiêu về tiền bạc của một số bạn tuổi Mão không đạt được như kỳ vọng. Thế nhưng bạn cũng đừng có buồn, bạn hãy xem như đây là động lực để cho bản thân bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Miễn là bạn luôn có được mục tiêu để tiến lên, không ngừng cố gắng là được. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, việc đầu tư kinh doanh sớm gặt hái được lợi nhuận hứa hẹn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chuyện tình cảm chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, đề phòng có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, đối với những bạn làm công ăn lương, nhận được khoản lương, khoản tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, công việc tiến hành được trôi chảy, tiến độ công việc được đảm bảo. Và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho mối quan hệ xã hội của bà tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Khi với bạn đang có điểm báo, sẽ có những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp, khiến cho mọi chuyện vốn đã khó giải quyết, nay lại càng trở nên căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được một ngày vui nhộn, nhiều năng lượng. Nhờ đó mà bạn làm ăn, kinh doanh thu hút được nhiều tài lộc. Với những cuộc vui trong ngày hôm nay cũng cho bạn có được những kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ bên bạn bè, người thân của mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này có thể khiến cho sức khỏe của bạn gặp chút rắc rối, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa. Bạn mệnh tuổi Thìn trong ngày này nên ăn uống đúng giờ giấc, đủ chất, cân bằng giữa lượng đạm và rau xanh. Dù bạn có bận rộn đến đâu đi nữa, cũng đừng có bủa bữa, kéo lại hại tới dạ dày. Cũng nên đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe của mình nữa bạn tuổi Thìn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, có được quý nhân che chở, vận trình hứa hẹn có nhiều thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, công việc được thuận lợi khi kế hoạch của bạn triển khai được
tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc hạn chế được rất nhiều sai sót trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim có thể được cấp trên khen ngợi vì những thành tích mà mình đã đạt được. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy chú ý vấn đề sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt khoa học hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 90, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Đây là điều cảnh báo cho bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay, vận trình của bạn không được tốt cho lắm. Khi với bạn tuổi Tỵ, những nỗ lực của bạn dường như đang bị phân tán, chỉ khiến cho bạn hoài công vô ích mà thôi. Bởi vì thế, đây là ngày mà với bạn tuổi Tỵ nên tập hợp chúng lại với nhau nếu như muốn giải quyết công việc một cách ổn thỏa nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay tiến triển khá chi là ổn định. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cảm thấy vô cùng là may mắn vì đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Dù không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng qua năm tháng bạn lại càng thấy lựa chọn khi đó của mình là hoàn toàn chính xác nữa rồi. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bà tuổi Tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và đặc biệt, trong ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần này cũng là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy với bà tuổi Tỵ trong ngày này, không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa được tạo điều kiện để thể hiện năng lực của mình, hoàn thành kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ luôn tự mình mày mò tìm cách giải quyết những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc hiệu suất công việc được nâng cao, cấp trên tin tưởng và tín nhiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim được các thần đưa tới dẫn đường chỉ lối cho bạn trong cái chuyện tình cảm được tốt hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên chủ động chia sẻ những khúc mắc nghi ngờ ở trong lòng với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là hôm nay là ngày vui của bạn tuổi Ngọ. Đối với những bạn đang còn độc thân, đang có được tam hợp nâng đỡ, giúp sức, nhiều người có được sự may mắn khi được đáp lại tình cảm. Trong khi đó, những cặp đôi cũng có thể sẽ nhận được tin vui về bầu bí hoặc là có những kế hoạch về kết hôn trong thời gian tới nữa rồi. Và cho dù tình huống gặp phải là gì đi chăng nữa, với bạn tuổi Ngọ trong ngày này cũng cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân mình. Đừng có để cho những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để cho kẻ xấu lợi dụng mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này đang được cải thiện một cách đáng kể. Và lời cảnh báo về sức khỏe của bạn trước đây giúp cho bạn nghiêm khắc hơn trong việc theo đuổi lối sống lành mạnh của mình nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên hành sự thận trọng để hạn chế những rủi ro khi có tiểu nhân vây hãm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy công việc lao đao vì có sự cạnh tranh tăng lên. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa hãy luôn tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân mình khỏi mọi tranh đấu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ đừng có cả tin cũng đừng để bị lôi kéo. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm gia đình kịp thời. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 57, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có điềm báo rất dễ đụng độ phải những kẻ tiểu nhân. Ngày này với bạn tuổi Mùi, công việc của bạn gặp nhiều vấn đề khúc mắc do kẻ tiểu nhân luôn tìm cách ngáng trở, quấy phá, đơm đặt thị phi. Và tiểu nhân có thể xuất phát từ sự cạnh tranh trong công việc hoặc là từ thù oán cá nhân. Với bạn tuổi Mùi, cần phải hết sức thận trọng, tránh để cho mình rơi vào tình thế bị động nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho bạn đang có cảm giác mình đang bị lạc lối. Bạn tuổi Mùi nên bình tĩnh để định hướng lại cuộc sống của mình. Nỗ lực của bạn sẽ được đáp trả xứng đáng nếu như bạn biết định hướng những mục tiêu của mình rõ ràng hơn. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn đang có nhiều vấn đề cần phải được quan tâm kịp thời. Lúc này, để tránh sự căng thẳng, stress dẫn đến đổ bệnh, với bạn tuổi Mùi không nên ôm đồm công việc vào mình mà nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi hợp lý sẽ tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đạt được những thuận lợi bất ngờ trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy biết cách tận dụng những lợi thế của bản thân để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải tập trung cao độ trong những việc đòi hỏi tính chính xác cao và hiệu suất lớn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ sớm thu được thành quả xứng đáng với những cố gắng của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên chú ý tới vấn đề ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh tốt cho dạ dày và gan của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân trong ngày này nên sắp xếp lại công việc xong sớm để có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho các thành viên trong gia đình của mình. Và nếu như trong ngày này với bạn tuổi Thân ở trong lòng còn đang có bất cứ khúc mắc hay là nghi ngờ nào thì bạn hãy chủ động trao đổi với một nửa của mình để tìm ra tiếng nói chung, chứ đừng có giữ ở trong lòng mọi chuyện rồi suy nghĩ vớ vẩn sẽ rất có hại cho mối quan hệ của bạn nữa đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được những quyết định khôn ngoan về vấn đề tiền bạc. Một số người trong ngày này có được cát tinh trợ mệnh sẽ có được vận may trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi. Một số người trong ngày này cũng có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương hoặc là tiền thưởng nào đó. Thế nhưng, đó là công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cho nên với bạn tuổi Thân cũng nên dành dụm cho những kế hoạch trong tương lai của mình sẽ tốt hơn, chứ đừng có tiêu xài một cách phung phí bạn tuổi Thân nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 14 tháng giêng năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi Thân trong ngày này không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có báo hiệu bạn sẽ gặp được may mắn trong vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa
Trong ngày này, rất có thể bạn sẽ có được vận may trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy luôn thận trọng trong các quyết định về tài chính sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên của bạn được khởi sắc mạnh mẽ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn cần phải bình tĩnh, chờ đợi cơ duyên tốt đến với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, và nếu như bạn đã có gia đình rồi, rất có thể bạn sẽ phải đau đầu vì chuyện con cái của mình. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý của mình có thể sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu cảm thấy không hài lòng về con cái. Song, bạn cũng nên đi sâu và tâm sự tìm hiểu về con cái của mình nhiều hơn, chứ không nên sử dụng vũ lực với nó nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn cải thiện được tình hình tài chính của mình. Với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh sẽ thu được thành quả xứng đáng với những cố gắng của mình, cho nên bạn cũng yên tâm mà công tác, công sức của bạn bỏ ra tuyệt đối không uổng phí đâu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được vận đào hoa nở rộ, mang tới mối nhân duyên hứa hẹn cho bạn, giúp cho bạn cảm thấy được yêu mến nhiều hơn. Đối với những bạn đang còn độc thân, không vội vã kiếm tìm người yêu mà tin vào nhân duyên, bởi bạn quan niệm tình cảm không thể cưỡng cầu được. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, khó khăn bủa vây, làm gì cũng không được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hiểu rõ về bản thân mình, không bị lạc hướng trước những sự lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chớ để cho bản thân mình tự tin thái quá, biến thành tự kiêu, kéo lại bị kẻ tiểu nhân gièm pha. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, thu hút về nhiều tài lộc, may mắn về cho bản thân, gia đình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thêm phần tự tin, quyết đoán để đưa ra được những quyết định đúng đắn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 81, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn đang có được nhiều tin vui về con đường tài lộc ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những bạn đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán, các thần này chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, với bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu nữa rồi. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh đang không được tốt cho lắm. Cái điều này có thể là do trong kỳ nghỉ Tết vừa rồi bạn ăn uống không quá chừng mực, sẽ tác động không tốt tới sức khỏe của mình. Ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý để có thời gian được nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị trong thời gian tới sẽ có nhiều công việc bạn cần phải làm nữa. Đặc biệt, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy, với bạn tuổi Tuất, không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Và ngày này, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch, nhân thần vùng ở thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bạn, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hãy cư xử tinh tế hơn, đừng có làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, cát khí lan tràn, làm gì cũng thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có cơ hội kiếm tiền làm giàu, nhưng thường bị cướp đoạt mất nửa chừng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, phải luôn có lòng đề phòng khi kết giao với ai đó ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tránh xa những người đang kéo bạn xuống cùng với họa. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi đang hết sức mơ mộng khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn ở hiện tại. Thậm chí là với bạn tuổi Hợi đang phải cố gắng xử lý những tai họa do chính bản thân mình gây ra trong ngày hôm nay. Và đây là thời điểm mà với bạn tuổi Hợi không nhất thiết phải nghĩ tới những chi tiết nhỏ nhặt mà nên hướng tới một bức tranh tổng thể để có kế hoạch xa hơn cho tương lai của mình nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này có thể khiến cho bản mệnh phải chịu nhiều nỗi buồn phiền về chuyện tình cảm. Vận trình tình duyên bị sa sút, thăng trầm bất định, với bạn tuổi Hợi trao đi rất nhiều yêu thương nhưng thứ mà bạn nhận lại chỉ là thất vọng và sự tổn thương mà thôi. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Nếu như bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này cần có công việc phải xuất hành đi xa thì bạn cũng nên tìm hiểu và ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt, như thế là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro và có thể mọi việc sẽ được thuận lợi như ý muốn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, con đường tình duyên không được như ý muốn, vợ chồng xung khắc lục đục với nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải mở rộng lòng mình hơn mới mong có được nhân duyên đến với mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, kế hoạch về hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh diễn ra thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đối với những bạn làm công ăn lương, nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có nhiều vấn đề cần được quan tâm kịp thời. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 60, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.